Khoảng 12 giờ 15 phút ngày 30 tháng 8, tại khu phố Nghĩa Dân, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình, xuất hiện làn khói nghi ngút bốc cao phát ra từ một nhà dân. Đám cháy nhanh chóng lan sang hai hộ liền kế bên, tổng số 3 nhà bị cháy. Một nhà kinh doanh hàng tạp hóa, một nhà kinh doanh làm bánh mì và một nhà dân. Khoảng 1 giờ sau khi cháy thì lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa. Trưởng công an huyện Lạc Sơn xác nhận trên địa bàn trưa 30 tháng 8 có xảy ra vụ cháy gây thiệt hại cho 3 gia đình. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện đã kịp thời có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng chữa cháy với phương châm 4 tại chỗ, đồng thời gọi cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cứu viện, đồng thời huy động xe cứu hỏa của quân đội kho K84 đến cứu chữa. Đến hơn 13 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản của các hộ dân đã bị thiêu rụi. Đặc biệt, lực lượng chữa cháy đã đập cửa cứu thoát một người dân bị mắc kẹt trong đám cháy. Quá trình chữa cháy, có một chiến sĩ của lực lượng công an huyện Lạc Sơn bị ngạt khói, hiện đang đưa đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.